Sugoi Fukudan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đây chương trình Paris by Night 18 đặc biệt mùa Giáng sinh do Trung tâm Thúy Nga thực hiện. Kim Anh và Trần Quốc Bảo xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, lại một mùa Giáng sinh trở về và chúng ta hôm nay cùng nhau có dịp hồi tưởng lại những mùa Noel tuyệt đẹp năm nào trên quê hương yêu dấu, với những con đường, những góc phố tấp nập, những quán xá xôn xao của mùa Noel. Tất cả giờ đây đã mịt mờ ngàn trùng xa khuất. Nhưng hôm nay, qua cuốn video Thúy Nga Paris by Night số 18, chủ đề mùa Giáng sinh này, chúng tôi mong ước mời quý vị cùng sống lại với những phút giây huy hoàng tuyệt đẹp thời nào, cũng như mong ước gửi đến quý vị những món quà Noel giá trị nhất, ý nghĩa nhất và an bình nhất của một mùa Noel tràn đầy hồng ân thượng đế. Và kính thưa quý vị, để mở đầu những giờ phút sôi động nhất của hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức một nhạc khúc Noel nổi tiếng, Đi tìm Chúa tôi, sẽ được trình bày qua ba tiếng hát trẻ đang được yêu chuộng hàng đầu tại hải ngoại. Mời quý vị thưởng thức Đi tìm Chúa tôi với tiếng hát của Ý Nhi, Kenny Thái và Don Ho. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And men will live forevermore because of Christmas Day. Này một hài nhi vừa sinh ra đời, hãy đến mau kính thơ lạy người, cùng báo tin vui cho một người, chung lời thiên thần hát ca. Này người trần thế từ lâu mong chờ, ấy thế cơ sao cứ vẫn ở thường. Người đã đến bên ta có đâu ngờ, ngôi hai ra đời như lời người hứa xưa. Ngày ra đón Chúa vào nhà ta, trong phận nghèo khách xa lạ, dang rộng cánh tay thiết tha thăm nhà chúng ta. Child, Mary's boy child, oh my Lord. Này mẹ ngoài kia ở trước sân nhà, đứng rất run đàn em anh mày. Mảnh áo cho thân nát tơi bời, khóc thầm thân phận đắng cay. Hark now hear the angels sing, a king was born. And men will live
Đi tìm Chúa tôi có ba tiếng hát: Kenny Thái, Don Ho và Một ngôi sao sáng trong nền văn nghệ hải ngoại. Ý Nhi xin mời ba ngôi sao sáng chứ không phải một nhé, nên để tâm sự. Kenny Thái, Ý Nhi, Don Ho, xin kính chào quý vị. Trước tiên thì anh xin được hỏi Ý Nhi một vài điều. Đó là trong cuốn Thuyết Nga Paris by Night số 15 thì nhiều khán thính giả cũng được biết em là con gái của vũ sư danh tài Lưu Hồng. Vậy thì bây giờ nhiều khán thính giả cũng thắc mắc là hiện bây giờ chúa Lưu Hồng bây giờ còn sinh hoạt trong lĩnh vực ca nhạc, hoặc là có giúp cho em trong thời gian này trong lĩnh vực ca hát của em hay không? Dạ, từ ngày ba má em qua Mỹ đến bây giờ thì ba em có cộng tác chung với ba Hoàng Thị Thơ, có làm những cuộn video của Hoàng Thị Thơ đã phát hành và cũng như đại nhạc hội. Và hiện tại ba em thì có giúp cho em, là vì em đã làm trung tâm thì có giúp cho em những cái về cố vấn về những sinh hoạt. Và sang năm thì ba em có dự định làm một đoàn vũ để mà cùng tụi em đi các nơi trình diễn và cũng như quay video của Thúy Nga sắp tới. Hy vọng ngày nào Thúy Nga Paris by Night sẽ có một tiết mục vũ độc đáo của Lưu Hồng. Dạ. Chắc có lẽ là khán giả chờ đợi đó. Mà Kim Anh cũng chờ luôn. Dạ vâng. Có phải với khán giả? Cảm ơn anh chị nhiều. À, bây giờ tới ngôi sao sáng thứ hai là Don Ho. Không, chỉ muốn hỏi em trước mà. Từ cuốn Paris by Night 15 và Don Ho cũng như Kim Anh, Trần Quốc Bảo, Ý Nhi và nhiều anh chị em nghệ sĩ khác đi lưu diễn tại Âu Châu thì biết rằng Don Ho có rất nhiều hoa được tặng và về nhà ép vào tập để làm kỷ niệm. Từ cuốn Paris by Night 15 cho tới bây giờ em được bao nhiêu hoa nữa? Và hoa, có cái nào dư để cho chị Kim Anh không? Hoa này hoa biết nói nữa nhá. Dạ thưa, bao nhiêu quyển tập hoa thì em không biết. Nhưng mà Don Ho thấy là chưa có cái đó hoa nào mà Don Ho thấy được đẹp để mà tặng được cho chị Kim Anh hết. Tại vì chị cảm ơn em rất là nhiều. Tối nay chị mời em uống cà phê nhá. Dạ được, dạ được. Và câu hỏi cuối xin được dành đến một người mà Trần Quốc Bảo rất là quen, vì anh rất là dễ thương và rất là thân. Kenny Thái có thể cho biết rằng là trong cái chuyến đi lần thứ hai, thứ ba anh trở lại Paris như kỳ này thì Kenny Thái có một cái điều gì muốn nói với khán thính giả của Thúy Nga Paris hay không? Dạ, Kenny Thái cảm thấy khán giả bên Paris rất là dễ thương. Và Kenny Thái nhân dịp này xin chúc quý vị một mùa Giáng sinh thật vui vẻ và ấm cúng. Dạ, kính thưa quý vị, trong tất cả cặp tình nhân mọi nơi, Paris, Mỹ hay trên thế giới, khi yêu nhau thường thường người con trai phải mạnh dạn hơn, nhưng mà đa số các chàng nhát lắm, không dám nói gì hết.
Nhưng có anh chàng này vừa đẹp trai, vừa chụp hình giỏi, hát hay mặc đẹp, mà gan dạ lắm, dám thốt lên một lời với người đẹp rằng: em ơi, bây giờ hay là không bao giờ? Đó là nam ca sĩ Thái Tài. Và mà kính, biết nói với ai không? Và kính thưa quý vị, anh nói với một người đẹp, đẹp lắm. Và người đẹp này không phải chỉ người đẹp cá nhân một mình anh không, mà còn là một trong những người đẹp đang được hàng triệu khán thính giả của Paris By Night yêu chuộng. Tiếng hát Dalina cùng với Thái Tài trong nhạc khúc It's Now or Never. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Thưởng thức nhạc phẩm It's Now or Never qua hai giọng hát Thái Tài và Dalina. Kính thưa quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của Dalina, là một trong những tiếng hát mà chúng ta rất yêu chuộng.
Và đặc biệt tiếng hát Diana cũng là một trong tiếng hát mà Trần Quốc Bảo rất yêu thích. Có thể nói hàng đêm cách đây gần một năm qua cuốn Thuyết Nga Paris by Night 15, hàng đêm cho đến bây giờ đêm nào cũng thấy nằm mơ hết. How do you understand what he said to you? No. Well, actually from Paris by Night 15 up to now, every single night before he closes his eyes, he thinks of you. After he closes his eyes, he dreams about you. No words in this narrative can describe how much he adore you. That's what he said. Anh xạo quá. Kim Anh, đây nó nói cái gì vậy? Anh dễ thương quá hả? What do you say one more time? Louder, because he can't hear what you said. Anh xạo quá. Hay dạ, hay quá. Kính thưa quý vị, chúng ta thường được nghe Diana trả lời rất nhiều lần trong những cuốn video Thuyết Nga Paris by Night gần đây. Bây giờ thì có một câu hỏi ngoài lề, tức là bên lề sân khấu, là trong tất cả những chuyến đi trình diễn của Diana trong bao năm qua, có một người lúc nào cũng theo sát Diana. Cái người đó thì không phải là bồ, cũng không phải là chồng, cũng không phải là người yêu, nhưng mà lại là một người mẹ rất yêu dấu của Diana. Vậy thì cái câu hỏi của Trần Quốc Bảo là cái vai trò mà mẹ Diana theo như vậy có giúp cho Diana như thế nào hay không? Well, the question is, no matter where you are, either singing, performing, or go places, enjoyment, always there first a person very special in your life. It's not your husband, not your sister, not your brother, but it's your lovely mother. And yes. The question is, does she take a big role in your career, or your life, or both? Definitely both. My mother and I are best friends. And aside from all the pleasure and enjoyment we get by associating with each other, she has a very big support for me in my music. She's a moral support, and also if I'm very tired, she takes care of almost everything. Also, she helps to manage me. Do you feel you're lucky? I am so fortunate. Well, she's the best mother. I'm so happy for you. Thank you. I will share that with this Christmas season to you. Thank you. Và bây giờ, Kim Anh xin phép Thái Tài, được hỏi Thái Tài, ngoài cái tài nhiếp ảnh gia của Thái Tài, Thái Tài còn ăn mặc rất là hợp thời trang, nhảy hay, hát cũng duyên dáng và giọng hát rất là khiêu gợi. Thì ngoài những biệt tài đó mà Kim Anh vừa được biết gần đây nhất là Thái Tài vừa ký công ra với một hãng phim tại Hollywood để đi quay một ngày rất là gần đây, nay mai gì đó. Thái Tài có thể cho quý khán thính giả biết chi tiết thêm một chút xíu về cái cuốn phim đó hay không? Dạ, trước hết Thái Tài xin cảm ơn Trung tâm Thúy Nga đã mời Thái Tài lại để làm Paris by Night. Và Thái Tài xin cảm ơn tất cả khán giả đã từ viết thơ để ủng hộ Thái Tài. Và theo câu hỏi của chị Kim Anh thì em cũng mới được chọn một vai trong cuốn phim Oliver Stone. Cuốn phim này là về một cô Việt Nam, cô viết cuốn truyện, rồi ông ta ổng mua lại, rồi ổng viết lại cái screenplay, rồi và cái cuốn phim này đó, em nghĩ nó sẽ rất là quan trọng với cộng đồng Việt Nam mình, tại vì không có, hồi đó đến giờ người Mỹ họ làm phim mà không có người Việt nào mà viết cái cuốn truyện hết. Lần này lần đầu tiên mà cái point of view, em không biết nói tiếng Việt cái đó là sao, mà cô này cũng viết, thành ra em nghĩ Việt Nam mình sẽ hiểu được hơn. Kính thưa quý vị, Thái Tài còn là một trong những khuôn mặt rất được ưu ái bởi những anh chị em đồng nghiệp, là bởi vì Tài rất là dễ thương và kiếm được nhiều tiền, cho nên cái tên tiền định nó là tên Tài rồi, cho nên kiếm tiền dễ dàng lắm thưa quý vị. Một lần nữa xin quý vị dành một tràng tay cho Thái Chúc Tài. Chúc Thái Tài thành công trên con đường Hollywood. Cảm ơn chị. Và một câu hỏi chót xin được dành hỏi đến Diana, đó là đặc biệt trong chốc lát ở đây quý vị sẽ được thấy một bài hát thánh ca rất công phu, và bài hát này sẽ được Diana trình bày. Đây là một điều rất là ngạc nhiên, là bởi vì từ xưa chúng ta coi Diana hát toàn là những tình ca ngoại quốc hoặc là Việt Nam, nhưng hôm nay chúng ta cũng được biết thêm Diana là một
tín đồ rất là ngoan đạo, và cũng như cô chuyên môn hát nhạc nhà thờ, nhạc thánh ca trong nhà thờ. Thì Delina cho biết cái cảm nghĩ, cái feeling của cô trong cái sự đặc biệt của ngày hôm nay khi qua thánh ca hay không? Well, actually, I knew, and I would like to share my knowledge about your very religious person, and same as your mother, to the audience. Later on, we have a pleasure to listen to your Christian song for the very first time in Paris by Night 18. And I wonder, and I'm sure everybody else wonder, do you feel blessing when you're singing that holy song? Yes, I really do. I am a Christian, and I thank God for this opportunity to sing about Jesus Christ, and at this wonderful time of year. And, you know, it's like the light that led the wise men and the shepherds. God has been a guiding light to me, so yeah, I feel very honored. Thank you. And also, you used to sing at church, right? Yes, I did. Did you still doing it now? Well, I don't have a lot of time, but, you know, whenever I get a chance, yes. I sing in the church too, so we find time and do it together. Okay, it's okay. A date. Okay, okay. Thưa quý vị, một lần nữa xin quý vị dành một tràng tay cho Delina và Thái Tài. Xin cảm ơn quý vị. Thank you. Kính thưa quý vị, bây giờ là mùa đông. Trời Paris chưa có tuyết, nhưng hình như giá băng và sương khói đã phủ vây trên khắp mọi nẻo đường. Trong cái hoàn cảnh và hình ảnh cô đơn đó, có ai thấu được sự cô đơn, sự đợi chờ của một cuộc tình dành đến một cuộc tình, và của một người dành đến một người. Chúng tôi mời quý vị thưởng thức một tiếng hát đã làm say mê chúng ta hơn 20 năm qua. Một tiếng hát có thể sưởi tan tất cả những băng giá trong lòng của những tâm hồn cô đơn trong đêm nay. Mời quý vị thưởng thức tiếng hát trầm buồn qua bài hát liên khúc Chuyện hẹn hò và 7 ngày đợi mong, qua tiếng hát của Phương Hồng Quế. Nơi cuối phố biết
chọn màu áo xanh chiều thứ bảy người đi sao bóng anh chẳng thấy rồi nhẹ đôi gót hai chiều nghiêng bóng dài áo anh dần phai chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để thêm hồng đôi má thắm say nhớm chắc tại mưa nơi vùng xa tiến đó sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh hay tại ngày hôm kia em giận khóc anh vụng về quyền lau mắt thu mưa thôi anh cứ hẹn nhưng anh đừng để trời buồn trời chuyên mưa đó không biết yêu anh là biết nghe chờ mong chuyện tình yêu muôn ngàn kiếp đêm nay chàng cứ quên hẹn hoài và nàng cứ mong chờ ai chuyện tình yêu muôn ngàn kiếp đêm nay chàng cứ quên hẹn và nàng cứ mong chờ ai. Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Hồng Quế, mời quý vị ngồi nhé. Phương Hồng Quế ơi, có thể cho biết như thế này nhé. Có một cái thắc mắc đó là trong cuốn Thúy Nga Paris By Night số 16, Quế hát bài Chiều Cuối Tuần. Rồi qua đến cuốn này á, lại hát một liên khúc hay lắm. Bảy ngày đợi mong chuyện hẹn hò. Mà Quế có khi nào Quế nghĩ rằng là mình đã ấp ủ cái nỗi buồn của mình, hay là tại sao mà cứ hay lựa chọn những bài gì mà nhớ nhớ thương thương rồi hẹn hò rồi chờ đợi, mà chờ ai, chờ ai mà cứ hẹn hò hoài mà rồi người ta có đến không? Hình như là suốt cuộc đời Phương Quế chắc là chỉ có chờ đợi mà thôi, mà chờ đợi một cái gì đó rất là mơ hồ. Chờ bão, chờ đợi mà. Không, chờ bão không? Quế không dám chờ bão đâu, chờ bão thì nhiều cô đánh chết không được đâu. Phương Quế chờ đợi một cái tình yêu, một hạnh phúc nào đó thật mơ hồ, mà hạnh phúc như mây lang thang. Cho nên Phương Quế rất thích những bài hát chờ đợi hẹn hò. Quế ơi, hình như gần đây Quế gom hết tất cả những tâm sự của mình để gửi vào một cuốn băng sắp phát hành ngày mai phải không? Với chủ đề rất là lạ là đàn ông. Mà trong cái chủ đề đàn ông đó, ghét hay là thương vậy? Nếu Kim Anh và quý vị khán giả muốn biết là ghét đàn ông hay là thương đàn ông thì xin mời theo dõi cùng băng nhạc chủ đề đàn ông của Phương Quế sắp phát hành nay mai. Dạ, xin giới thiệu quý vị đàn ông chủ đề nhạc rất là lạ của Phương Quế, và mời quý vị ủng hộ nồng nhiệt, và một lần nữa xin quý vị một tràng pháo thật to nổ giòn hưng pháo cho Phương Hồng Quế. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức một nhạc khúc rất trữ tình, Một Ngày Không Có Anh, được trình bày qua một tiếng hát trẻ, tài hoa, đa dạng và đang được chú ý qua những thành công của cô trong suốt thời gian gần đây. Mời quý vị thưởng thức Một Ngày Không Có Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Huệ. Là lòng em tan nát
Thưa quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Huệ qua nhạc khúc Một Ngày Không Có Anh. Và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức một tiếng hát nam trầm ấm, trữ tình và truyền cảm nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Một tiếng hát đã làm say mê hàng triệu khán thính giả Việt Nam, hải ngoại cũng như quê nhà. Trong những giờ phút cô đơn băng giá của mùa đông năm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức làn hơi truyền cảm, trữ tình và nồng ấm này với nhạc khúc Bài Thánh Ca Buồn qua tiếng hát Elvis Phương. Sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân. Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lành bài ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi giọng hát em mênh mang buồn. Rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xác pháo bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giáo đường dấu thanh ca ngày xưa vàng đêm tối. Nhớ qua đi thôi, giọng hát ai buồn, đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Giáo đường dấu yêu,
thanh ca ngày xưa và đêm tối nhớ qua đi thôi, giọng hát ai buồn, đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Tiếng thanh ca ngày xưa và đêm tối nhớ qua đi thôi, giọng hát ai buồn, đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Dạ thưa quý vị, không biết quý vị còn nhớ không? Ngày xưa, em yêu anh, em làm thơ, anh yêu em, anh soạn nhạc. Dạ kính thưa quý vị, yêu anh, em làm thơ, anh yêu em, anh soạn nhạc. Đó là hai câu nằm trong bài hát Tóc Mai Sợi Vắng Sợi Dài của một nhạc sĩ nổi danh Phạm Duy. Bài nhạc này sẽ qua phần trình diễn mà khéo khen Trung Tâm Thúy Nga chọn giọng ca trầm ấm, truyền cảm, và lần đầu tiên được Kim Anh được trực tiếp giới thiệu Paris By Night 18 đặc biệt mùa Giáng sinh này, và cùng với một giọng hát ngọt ngào, khuôn mặt duyên dáng dễ thương và lối trình diễn có một không hai, đó là nữ ca sĩ Ái Vân. Và mời quý vị thưởng thức Duy Quang và Ái Vân trong Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài. Trong heo ngoài
con tim gieo ngàn nơi. Em yêu cũng nhiều rồi. Lòng vẫn thương người em tuổi thơ. Lòng vẫn nhớ tình duyên ngày xưa. Bao nhiêu thiên trường ca. Dạy câu ca đôi ta dù nhau trong gió, ngày nay đọc lại câu thơ mưa rơi trên má. Lan Huệ sầu ai, Lan Huệ héo, Lan Huệ sầu đời trong vắn sợi dài lấy nhau chẳng đặn thương hoài ngàn năm. Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của Ái Vân và Duy Quang. Xin mời hai người trai tài gái sắc. Đẹp đôi thế. Ôi giời, ước chỉ tôi có được cái nụ cười như thế. Nhất là cái răng khểnh nha. Kính thưa quý vị, và câu hỏi đầu tiên sẽ được dành gửi đến anh Duy Quang như sau. Đó là anh Duy Quang qua đây Paris nhiều lần rồi, nhưng mà lần này thì có lẽ đặc biệt là bởi vì lần đầu tiên có thể nói là anh cộng tác với Thúy Nga Paris By Night. Và trong cái chuyến đi này lại rơi vào cái mùa Giáng sinh. Vậy thì anh Duy Quang có thể kể cho quý khán giả cái chuyện gì mà vui nhất của anh trong chuyến đi này không? Xin kính chào quý vị. Xin chào anh Trần Quốc Bảo. Xin chào cô Kim Anh. Kính thưa quý vị, không nhớ rằng đây là lần thứ mấy Duy Quang đã trở lại Paris, nơi Duy Quang đã từng sinh sống 14 năm về trước. Và cứ mỗi lần trở lại Paris là mỗi lần Duy Quang thấy tâm hồn rất là bồi hồi và xúc động. Vì chính Paris là nơi Duy Quang đã đem tất cả những kỷ niệm của cuộc đời từ Việt Nam sang. Do đó mỗi lần trở lại Paris là mỗi lần Duy Quang cảm thấy như đã sống lại 14 năm về trước. Và về kế tiếp, Kim Anh xin hỏi chị Ái Vân. Chị đã từng hát với rất nhiều nam ca sĩ như nam danh ca. Thì cái cảm nghĩ chị như thế nào mà chị chọn bài Tóc Mai Sợi Vắng Sợi Dài với anh Duy Quang? Thưa chị Kim Anh, Ái Vân cũng đã được hân hạnh được Thúy Nga xe duyên cho đầu tiên là Elvis Phương, rồi đến chị Nam Sơn và bây giờ lại đến anh Duy Quang. Cho nên Ái Vân thấy mỗi một người thì đều có những cái nét vẻ riêng. Vì vậy cho nên là mỗi người ví như là một sợi tóc vậy. Elvis Phương hay chị Nam Sơn hay anh Duy Quang thì cũng như là những sợi tóc mai, sợi vắn, sợi dài mà thôi. Thế thì quý vị còn nhờ nhiều lắm, tại vì chưa đầu nhiều tóc cơ. À, vâng ạ, chưa dụng hết thành ra. Dạ, quý vị ạ, nếu mà tóc mai sợi vắng sợi dài thì Ái Vân có thấy sợi nào dài, sợi nào ngắn trong 3-4 sợi vừa qua chưa? Dạ, Ái Vân thấy sợi nào cũng bạc hết rồi chị ạ. Tôi xin kể đến quý vị đôi danh tài Duy Quang và Ái Vân. Kính thưa quý vị, để nối tiếp chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức một trong những bông hoa đẹp thần tượng của giới trẻ hiện nay. Cô cũng là một tiếng hát truyền cảm và đa dạng. Và đặc biệt, cô cũng là một trong những linh hồn trụ cột của toàn ban nhạc The Magic. Chúng tôi mời quý vị thưởng thức một bài hát nổi tiếng gợi giấc mơ xưa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Mai. Thank you.
lời thề cùng sống bước lang thang. Anh ơi, tình duyên lỡ làng rồi, còn đâu nữa mà chờ. Em đi, lòng vương vấn lời thề, nhớ kiếp sau chờ nhau. Vắng bóng người yêu. Đêm đêm đèn lẻ loi một mình,
Và để tiếp tục chương trình, xin giới thiệu đến quý khán thính giả một tiếng hát điêu luyện, một giọng ca ngọt ngào, mang âm hưởng của một nữ danh ca một thời nào đó, với bài nhạc Tuổi Xa Người của Từ Công Phục. Xin gửi đến quý vị tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Lan. Đôi mắt ưa chiều mến
sau một vài lần vắng bóng. Và để đáp lại tấm thân tình ủng hộ nồng nhiệt của quý vị và lời yêu cầu mọi nơi đưa đến Paris by Night, một lần nữa tiếng hát đặc biệt, lối trình diễn nóng bỏng, sôi động qua nhạc phẩm Crazy Love của nữ ca sĩ Linda Trang Đài. Thank you.
vị thưởng thức tiếng hát và lối trình diễn sôi động của Linh Đa Trang Đài. Người mà có thân hình và lối trình diễn phải làm sân khấu bốc cháy. Mời Linh Đa Trang Đài đến đây nào. Hôm nay thấy Linh Đa mệt quá, chắc phải tha cho Linh Đa hỏi một câu thôi nha. You are so hot. Làm anh Bảo chảy mồ hôi luôn á. Linh Đa xin kính chào quý khán thính giả và xin kính chào anh Bảo và chị Kim Anh. Kính thưa quý vị, trên sân khấu chúng ta được xem Linh Đa Trang Đài vô cùng nóng bỏng qua những bài hát thật là khêu gợi. Nhưng mà ai nhìn em đó thì cũng nghĩ rằng là em có một đời sống lúc nào cũng hạnh phúc, cũng tươi vui. Nhưng mà anh không biết cái điều đó nó có phản ánh đúng cái tâm hồn cũng như con người của em hay không. Là bởi vì có khi nào em phải hát một cái bài hát sống động như vậy giữa một cái tâm hồn đau khổ và đổ vỡ hay không? Em nghĩ tất cả mọi người lúc nào cũng có những cái buồn và những cái vui. Và cũng có nhiều lúc em đang đứng hát trên sân khấu mà em có nhiều chuyện rất là buồn. Rất là buồn lắm. Nhưng khi em nhìn tới quý khán thính giả và thấy những cái lòng ái mộ của quý khán thính giả đối với Linh Đa làm cho Linh Đa rất là cảm động. Và tự nhiên Linh Đa quên hết những cái buồn đó. Được buồn nữa. Nhưng mà bây giờ đó, anh nói là hôm nay đó Linh Đa hát với sân khấu Thúy Nga Paris bài này Giáng sinh như vậy nè, thì có buồn không? Nói thiệt đi. Không, chắc chắn là không. Và kính thưa quý vị, với cái sự yêu thương của quý vị thì Linh Đa lúc nào cũng hạnh phúc và lúc nào cũng sẽ thành công. Một lần nữa thưa quý vị, dành một tràng tay cho Linh Đa Trang Đài. Xin cảm ơn quý vị. Dạ kính thưa quý vị, ông bà xưa chúng ta thường nói con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Nhạc sĩ nổi danh Phạm Duy đã có rất nhiều tài năng trong gia đình. Và hôm nay lần đầu tiên Kim Anh được giới thiệu ái nữ của nhạc sĩ tài danh Phạm Duy. Khuôn mặt tươi trẻ, thân hình rất là hấp dẫn, tiếng hát rất là ngọt ngào. Đó là cô nữ ca sĩ Thái Thảo. Và đặc biệt Thái Thảo sẽ gửi đến quý vị cùng một người mà chúng tôi thường hay gọi là viên kim cương sáng chói của nền tân nhạc Việt Nam. Mời quý vị thưởng thức một nhạc khúc của Lê Uyên Phương, Uống nước bên bờ suối, qua tiếng hát của Thái Thảo và Tuấn Ngọc. Sẽ qua ôm theo cuộc
cho ta, đời sẽ cho ta. Tiếng hát tuyệt vời của Thái Thảo và Tuấn Ngọc. Kính thưa quý vị, một nhạc khúc thật nổi tiếng khi viết về tình yêu và Paris của Đức Huy được mang tên Để Quên Con Tim, và ca khúc nổi tiếng này sẽ được trình bày qua một tiếng hát thật đa dạng, thật tài hoa. Mời quý vị thưởng thức Để Quên Con Tim với tiếng hát của nam ca sĩ Kenny Thái. Anh đi về anh nhớ bóng dáng người
gió lạnh về lập đông. Buổi chiều cá ly cô đơn từng cơn dã rời. Từ ngày xa em thao thức tràn trọc từng đêm. Ngày rời Paris anh đã để quên con tim. Và bây giờ là một tiết mục vô cùng đặc biệt. Một khuôn mặt, một tiếng hát lần đầu đến với Paris, cũng như đến với Thúy Nga Paris by Night. Cách đây hơn 10 năm, tiếng hát này đã gây nhiều thành công, chú ý ở khắp mọi nơi cô đi qua. Và trong đêm hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức cái làn hơi trữ tình mà nhiều người đã gọi cô một cách thân yêu là tiếng hát của nàng công chúa nhạc tình. Mời quý vị thưởng thức bài hát Tưởng Rằng Đã Quên của Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh.
Vừa thưởng thức tiếng hát của Phi Khanh qua nhạc khúc Tưởng Rằng Đã Quên. Wow, Phi Khanh lộng lẫy quá, rực rỡ quá, như một nàng tiên. Chào anh Bảo, chào chị Kim Anh, xin kính chào quý vị. Phi Khanh, lần đầu tiên Paris By Night 18 đã đón tiếp Phi Khanh. Thì bây giờ Kim Anh xin phép hỏi Phi Khanh thế này. Được biết là Phi Khanh rất là bận rộn với cái vũ trường ở quận Cam, Cali. Mà không biết vì lý do gì mà Phi Khanh lại quyết định sang Paris là một. Thứ hai, cộng tác vào chương trình Paris By Night 18 đặc biệt mùa Giáng sinh này. Vậy thì Phi Khanh có thể cho quý khán thính giả biết cảm tưởng của Phi Khanh đối với Paris được không? Trước hết, Phi Khanh xin trả lời câu hỏi của chị. Thứ nhất là vì Trung tâm Thúy Nga là một trung tâm có uy tín và đã thực hiện rất nhiều băng nhạc có giá trị. Và Phi Khanh, để đáp lời mời của Trung tâm Thúy Nga, đã cố gắng thu xếp công việc và để qua đây để góp mặt trong cuộn băng video này. Và cảm tưởng của Phi Khanh đối với Paris thì Phi Khanh thấy Paris là một thành phố rất là tình tứ và thơ mộng. Như Phi Khanh vậy. Giống như Phi Khanh. Kính thưa quý vị, Phi Khanh rất là bận rộn, như là Kim Anh vừa mới trình bày, đi hát, làm băng và cũng là chủ nhân của một khu vũ trường có thể nói rất là sang trọng mà Kim Anh cũng như Trần Quốc Bảo và rất nhiều nghệ sĩ đã có từng cộng tác. Vậy thì Phi Khanh có thể cho biết sơ qua về cái vũ trường của mình hay không? Cũng như là thành phần ca sĩ, ban nhạc, cộng tác thường trực với Majestic như thế nào? Vâng. Thưa anh, khu vũ trường Majestic tọa lạc tại Orange County ở California
Và thành phần ban nhạc thì là ban nhạc Phi Khanh và The Majestic Band. Còn thành phần ca sĩ thường trực thì gồm có Tuấn Ngọc, Lưu Hồng, Công Thành và Linh, Thái Thảo, Billy Shen, Hằng Nga, Hương Thơ. Và có một người đang hiện diện tại đây, đó là nữ ca sĩ Kim Anh. Cảm ơn Phi Khanh, trời ơi, tưởng quên Kim Anh rồi chứ. Sao mà quên được. Làm sao mà quên được. Phi Khanh này, ngoài cuối tuần Phi Khanh điều khiển chương trình trong ban nhạc Majestic, thì gần đây Phi Khanh với tiếng hát Phi Khanh và tự Phi Khanh phát hành một cuốn băng mang tựa đề là Nàng, rất thành công. Và Kim Anh được biết cái biệt tài là do Phi Khanh hòa âm, do Phi Khanh soạn nhạc. Thì Kim Anh xin phép hỏi chứ, Phi Khanh học hòa âm từ bao giờ và ở đâu, cho Kim Anh nói riêng và cho quý khán thính giả của Paris By Night nói chung được không ạ? Vâng, thưa chị, Phi Khanh học nhạc từ lúc còn bé. Và khi lớn lên qua Hoa Kỳ thì Phi Khanh tiếp tục theo chương trình nhạc ở Đại học Hoa Kỳ. Và sau đó Phi Khanh tốt nghiệp tại Đại học Hoa Kỳ về môn piano và hòa âm. Và sau đó Phi Khanh hòa âm cho những cuốn băng nhạc. Và trong đó băng nhạc Nàng là một trong những cuốn băng Phi Khanh đã hòa âm. Thì Kim Anh chúc cho nhiều cuốn Nàng tiếp tục nữa. Cảm ơn. Và cuốn nào cũng thành công như cuốn đầu tay, có thể hơn nữa nha Phi Khanh nhé. Cảm ơn chị. Phi Khanh à, thường thường đó trong cái hôm nay đó thì ai cũng có một hai câu thôi, nhưng mà tại vì Phi Khanh là cái người mà lần đầu tiên đến với Paris cũng như lần đầu tiên đến với Nga Paris By Night, cho nên bắt Phi Khanh phải trả lời thêm một câu nữa, đó là với cái cảm tưởng của những người, của những lần đầu tiên như vậy đó, thì Phi Khanh có cái lời nào, tâm sự nào với khán thính giả của Tiếng Nga Paris hay không? Cảm ơn anh Bảo. Thưa quý vị, Phi Khanh rất lấy làm cảm động và Phi Khanh xin cảm tạ sự quý mến của quý vị đối với Phi Khanh trong nhiều năm qua. Và nhân dịp Giáng sinh và năm mới sắp đến, Phi Khanh xin kính chúc quý vị và gia quyến một năm mới, một Giáng sinh an lành và một năm mới đầy thắng lợi. Xin kính chào quý vị. Một lần nữa, Phi Khanh. Ôi, yeah, Phi Khanh. Xin cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Kim Anh. Dạ, kính thưa quý vị, anh Khoa đã đi sâu vào hàng triệu con tim, sâu thẳm hơn và sẽ không bao giờ tàn phai trong trí nhớ. Hôm nay, vì sự yêu chuộng, vì sự cảm xúc đó mà không biết bao nhiêu thư gửi về yêu cầu anh Khoa trở lại. Và lần này, anh Khoa sẽ trở lại với giọng ca trầm buồn, những liên khúc tiền chiến. Và nhạc phẩm này sẽ được trình bày cùng với một tiếng hát cũng lần đầu tiên đến với Thúy Nga Paris By Night. Chúng tôi mời quý vị thưởng thức tiếng hát của anh Khoa cùng với nữ ca sĩ Lệ Quyên trong nhạc khúc Liên khúc Tiền chiến sau đây. Nhưng lắng nghe tâm hồn tư
đã tình về hoa. Gửi thêm ánh trăng màu xanh ái ân về đây với cu trần gian. Gửi gió cho mây ngàn bay, gửi phiến tơ đông tìm duyên, gửi thêm lá thư màu xanh ái ân về đôi. Đêm nay thu sang cùng héo mây, đêm nay sương lam mờ chân mây. Chiến qua hai tiếng hát Lệ Quyên và Anh Khoa. Chị Lệ Quyên đây là một ngôi sao sáng mới của Trung tâm Ban nhạc Thiên Nga, có phải không ạ chị? Mời chị ngồi. Xin chào chị Kim Anh, chào anh Trần Quốc Bảo. Đức ca sĩ Lệ Quyên sinh ra trong một gia đình văn nghệ sĩ thuần túy mà chúng ta thường hay gọi là con nhà nòi. Bố là ông Sĩ Tiến, một nghệ sĩ rất tài hoa, một đạo diễn soạn giá cải lương rất nổi tiếng, cùng một cái thời với những nghệ sĩ danh tài lão thành Nam Châu Phùng Á của chúng ta ngày xưa. Trong khi đó thì mẹ của Lệ Quyên là một nữ nghệ sĩ cải lương rất vang danh, đó là nữ nghệ sĩ Khánh Hợi. Đó là vài hàng về gia đình cũng như bố mẹ của nữ ca sĩ Lệ Quyên. Và đây là lần đầu tiên Lệ Quyên đến với Thúy Nga Paris By Night, cho nên Trần Cô Bảo không muốn hỏi khó khăn đâu, mà Lệ Quyên có thể trình bày cái cảm tưởng cũng như vài hàng với khán thính giả được không?
Cảm ơn anh. Trước khi trả lời anh thì Lệ Quyên xin hân hạnh được kính chào quý vị khán giả. Dạ, đây là lần đầu tiên Lệ Quyên được hát trong chương trình Paris by Night, mà đây là cái điều mà Lệ Quyên mong ước đã từ lâu. Qua đây thì xin nhờ anh Trần Quốc Bảo và chị Kim Anh gửi Lệ Quyên gửi lời cảm ơn chân thành tới Trung tâm Thúy Nga, và nhất là chị Thúy Nga cùng Trung tâm đã tạo tất cả mọi điều kiện để cho Lệ Quyên sau một thời gian dài nay đã trở lại sân khấu. Xin chúc mừng chị Lệ Quyên. Dạ thưa anh Khoa, vì hiện nay em được biết qua cũng Paris 15 thì anh ở Hung Gia Lợi, mà đối với anh có tâm sự nho nhỏ với Kim Anh và anh Trần Quốc Bảo cũng như anh em nghệ sĩ Trung Chuyến này là không phải cái môi trường của anh ở bên đó, thì dự định tương lai của anh có thích rời qua Pháp hay là Mỹ hay là một nơi nào đó mà phù hợp vào cái môi trường anh hay không? Thưa chị Kim Anh, tôi đã cộng tác cho chị Thúy Nga từ cuộn Paris by Night số 15 cho đến ngày hôm nay, thì xem như tiếng hát của tôi là một tiếng hát coi như là độc quyền của Trung tâm Ban nhạc Thúy Nga, bởi vì chỉ có một mình chị Thúy Nga vượt mọi khó khăn để làm giấy tờ cho tôi, bảo lãnh cho tôi từ Budapest qua bên đây. Thì ngày hôm nay cái chuyện đi lại Paris và Budapest đối với tôi không còn khó khăn như những ngày trước nữa. Tôi nghĩ rằng không có một dân tộc nào chịu sống trên đất nước của một dân tộc không cùng một màu da, không cùng một tiếng nói. Vì hoàn cảnh đất nước, hơn 2 triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi. Ra đi đây không phải vì miếng cơm manh áo, ra đi đây không phải vì tiện nghi vật chất, nhưng 2 triệu người Việt Nam bỏ đi vì họ muốn tìm một bầu không khí tự do để thở. Họ muốn tìm một mảnh đất nào đó có nhân quyền. Tôi đã rời Việt Nam với 2 bàn tay trắng. Thì ngày hôm nay tôi đã ổn định được cuộc sống của tôi tại Hung Gia Lợi. Thì chuyện trung tâm ban nhạc của Thúy Nga bên Pháp, hoặc là những trung tâm ban nhạc khác bên Mỹ, hoặc là những nơi nào đó có nhà ý mời tôi, thì điều đó đối với tôi rất lấy làm vinh dự và hân hạnh. Ngày hôm nay tôi đã ổn định được ở Hung Gia Lợi, hoặc là cho dù tôi sống ở một nơi nào đó, miễn nơi đó có tình yêu và có hạnh phúc, thì tôi cảm thấy mãn nguyện. Vậy thì hy vọng rằng là trong tương lai tại Hoa Kỳ cũng như nhiều nơi khác, phái đoàn Thúy Nga Paris sẽ tổ chức những cuộc lưu diễn của một số những nghệ sĩ mà họ yêu chuộng trên video như Ái Vân, anh Khoa vân vân, thì chắc chắn rằng anh cũng như tất cả những một số nghệ sĩ vừa kể tên trên sẽ có dịp cùng với Thúy Nga Paris làm những cuộc lưu diễn để chào mừng khán giả chứ. Tôi hy vọng một ngày đó sẽ đến với tôi, là một ngày rất gần, và cho tôi gửi lời cảm ơn các khán thính giả khắp mọi nơi và tại quê nhà đã viết thư an ủi và khích lệ. Và một lần nữa tôi cũng cảm ơn chị Thúy Nga rất nhiều đã đem tiếng hát của tôi đến cho tất cả mọi người Việt ở nước ngoài sau hơn 16 năm xa cách. Kim Anh xin thay mặt các anh em nghệ sĩ chúc anh được tọa nguyện. Kính thưa quý vị, và một câu hỏi cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị dành đến một khuôn mặt mới lạ nhưng đã chiếm nhiều cảm tình của chúng ta qua nhạc khúc Liên Khúc Đình Chiến vừa qua. Chúng tôi muốn nói đến nữ ca sĩ Lệ Quyên. Nghe Lệ Quyên hát tân nhạc hay quá, mà cũng được biết rằng là Lệ Quyên hát cổ nhạc cũng không thua gì đâu. Và đặc biệt
Kính thưa quý vị, Lệ Quyên còn biết cả đàn bầu và thanh nhạc, cũng đã từng đi học ở tại Nhạc viện Hà Nội. Vậy thì một mục nữa đó là mục ngâm thơ. Vậy thì Lệ Quyên có thể trình bày ngâm một bài thơ nào ngắn ngắn chẳng hạn để tặng cho khán giả của Paris By Night hay không? Ý kiến quá hay, xin mời mình chào hát lại thật to. Xin cảm ơn chị. Ở đây thì anh làm cho bất chợt, không biết chuẩn bị thế nào cả. Thì thơ thì nó có nhiều thể loại lắm, thưa anh với thưa chị. Bồng mạc, sa mạc, ngâm theo kiểu Huế, rồi ngâm có nhiều loại lắm. Mà một cái thời gian ngắn như thế này thì làm sao mà Lệ Quyên có thể ngâm hết được. Thế nên là lúc này thì Lệ Quyên nghĩ không có đàn, thì có lẽ Lệ Quyên sẽ ngâm theo điệu hát du. Mà trước đây mẹ Quyên vẫn thường ngâm du tụi Quyên cái bài thơ đó, và sau này thì bà lại du các cháu. Đó là theo điệu hát du. À ơi, à ơi, em tôi buồn ngủ buồn nghề, buồn ăn cơm nếp mơ, cháo khê thịt gà. Đồng đăng cô phố à, ôi à kỳ lừa, có nàng tô thị, có chùa Tam Thanh. À ơi, à ơi, run quá. Ôi giời, làm kiếm nhớ má kiếm quá đi thôi. Còn lần nữa chúng tôi xin quý vị dành một tràng tay cho tiếng hát ngâm thơ tuyệt vời Hà Nội, Lệ Quyên và anh Khoa. Anh Khoa. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi gửi đến quý vị một khuôn mặt, một tiếng hát với lối trình diễn sống động tuyệt vời. Tiếng hát của nam ca sĩ Đoan Hồ trong Dancing All Night. Dancing all night, ấm vai anh vòng
nhẹ trong mộng. Đôi chân em thướt tha với bao nhiêu gọi người say đắm. Nhìn em trong khoe mắt, ước muốn được sống bao đêm cuồng say. Đôi ta ngất ngây, sánh bước mãi với nhau đêm nay. Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Don Hồ qua nhạc khúc Dancing All Night. Dạ kính thưa quý vị, trong mùa Giáng sinh mà con tim vui trở lại thì chắc chắn một thiếu nữ nào cũng sẽ đẹp như nàng tiên. Mặc dù nữ ca sĩ đa tài đa dạng đã nói rằng tóc mai sợi vắng sợi dài mà sợi nào cũng bạc cả, nhưng sao bây giờ con tim lại vui trở lại. Nàng tiên đó trong mùa Giáng sinh năm nay không ai xa lạ. Xin quý vị một tràng pháo tay thật to cho nữ ca sĩ một lần nữa. Ái Vân. Vân.
con tim đã vui trở lại. Tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời. Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời. Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, trong tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiều... Và hy vọng rằng tất cả chúng ta trong mùa Giáng sinh này, con tim sẽ vui trở lại. Và để tiếp tục chương trình, một ban nhạc trẻ nổi tiếng tại hải ngoại, từ Mỹ Châu, Úc Châu, Âu Châu, và lần đầu tiên đến với Paris by Night 18 và mùa Giáng sinh đặc biệt năm nay, Kim Anh xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị ban nhạc trẻ Chí Tài Brothers. Hãy subscribe.
Dạ kính thưa quý vị vừa thưởng thức tài nghệ của ban nhạc Chí Tài Brothers qua liên khúc Mexico. Một lần nữa xin quý vị một tràng pháo tay thật giòn cho ban nhạc Chí Tài Brothers. Ai là người trả lời đây? Chắc anh để có dầu đẹp dài thôi anh trả lời trước. Dạ kính thưa quý vị, ban nhạc trẻ Chí Tài, Kim Anh đã từng cộng tác rất là nhiều bên Mỹ cũng như Âu Châu. Úc Châu thì chưa đi phải không? Thì tất cả mọi khán giả, mọi nơi, chắc đây là lần đầu tiên mà cũng sẽ hỏi câu này, là tưởng là Chí Tài Brothers, tức là anh em ruột thịt với nhau. Nhưng hôm nay đặc biệt trong cuốn Paris by Night 18, mùa Giáng sinh năm nay, lại có một người bà con hàng xóm xa, tóc vàng, da trắng, mũi cao, đánh trống. Thì xin anh Chí Tài cho biết tại sao mà có một người bà con xa thế? Anh cứ tự nói tự nhiên thì tự nhiên nó kêu á. Chí Tài xin đại diện cho ban nhạc Chí Tài Brothers và nữ ca sĩ Phương Loan xin kính chào quý vị khán giả. Dạ thưa, để trả lời câu hỏi của chị Kim Anh, người mà chị thấy đây da trắng, tóc vàng, mũi cao, đeo kính đen, đó là xin mời anh ra đây. Peter, please come over here. Come here, please. Come on over. Đây là một người Mỹ. Đã từng chơi trống cho hầu hết tất đa số cho những ban nhạc tại hải ngoại, những ban nhạc thâu băng tại hải ngoại là chính anh đã chơi trống cho thầy. Dạ kính thưa quý vị, thật ra đây là người tay trống đầu tiên đánh trong cuốn băng Mùa Thu Lá Bay của Kim Anh, và nhờ tiếng trống đó mà Kim Anh mới có cái tên ngày hôm nay. Peter, xin mời tất cả quý vị chào tay thật to cho Peter. You have anything to say? Say I love you something. I knew him. Oh là là, I knew him. Thiệt không? Bây giờ Tài cho biết thành phần ban nhạc đi. Dạ thưa, bên tay trái của Chí Tài là anh Chí Thiện, sử dụng keyboard. Và đây là nữ ca sĩ Phương Loan, giọng ca chính trong ban nhạc của Chí Tài Brothers. Và đây là Peter, người mà Chí Tài mới vừa giới thiệu. Peter. Bỏ tài to hơn nữa cơ. Và người bên tay phải của Chí Tài là anh Quang Mỹ chơi bass.
Và tôi là Chí Tài. Xin chào quý vị. Dạ kính thưa quý vị, anh Chí Tài, anh có nhiều tài lắm. Chí Tài là nhiều tài lắm. Hãng Hồng Kông đã từng mời anh qua đóng cái vai vui đó. Mà là giang tặc đó, mà anh chê, anh bảo trả tiền ít quá. Mà Chí Tài này, ở bên Mỹ đó, rất nhiều ban nhạc toàn là lá không có hoa. Mà đặc biệt ban nhạc Chí Tài có cái hoa vừa thơm vừa hát hay, đó là Phương Loan. Thì Phương Loan là cái gì trong ban nhạc của Chí Tài? Chỉ là ca sĩ hay là manager? Hả, ba bắt đầu từ bao giờ? Khó quá phải không? Thôi để Phương Loan trả lời giùm cho nha. Okay. Được không? À, xin Phương Loan cho tất cả các quý vị khán giả ở Paris nói riêng và quý khán giả của Paris By Night nói chung, ở đây cũng như toàn thế giới, lần đầu tiên Phương Loan đến Paris và cộng tác trong cuốn Paris By Night 18, đặc biệt mùa Giáng sinh năm nay. Cho biết cảm nghĩ về Paris và mùa Giáng sinh năm nay như thế nào? Phương Loan và cùng ban nhạc Chí Tài Brothers chân thành cảm tạ trung tâm Thúy Nga Paris By Night đã có cơ hội giúp đỡ cho ban nhạc góp mặt trong chương trình Thúy Nga hôm nay. Và Phương Loan ước mong là những lần sau ban nhạc và Phương Loan sẽ có dịp tái ngộ quý vị nữa. Xin quý vị một tràng pháo tay nồng hậu nhất cho ban nhạc Chí Tài Brothers and Peter. Kính thưa quý vị, đã biết bao nhiêu mùa Giáng sinh, mùa hồng ân của Thượng Đế trôi qua. Còn ai nhớ đến những công ơn cứu chuộc của Thượng Đế ban xuống cho con người? Trần Quốc Bảo nhớ đến hai câu mà chúng ta thường hay nghe: vinh danh Chúa cả trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Trong cái giây phút thiêng liêng này, chúng tôi xin mời tất cả chúng ta lắng lòng để nghe tình yêu cao cả của Thượng Đế đang đổ xuống trong lòng chúng ta trong đêm thánh qua nhạc khúc Holy Night với tiếng hát của Delina. Vì lòng
quý vị và thưởng thức tiếng hát của Lina qua nhạc phẩm Holy Night. Và để chấm dứt chương trình Paris by Night 18 Giáng sinh đặc biệt, chúng tôi xin mời tất cả các anh em nghệ sĩ trong cuốn Paris by Night 18 này gửi đến quý vị nhạc phẩm Jingle Bell. Và cũng xin được kính chúc tất cả quý vị một mùa Giáng sinh nồng nàn, tuyệt vời và hạnh phúc nhất, tràn đầy ân sủng thiêng liêng. Trời trắng bao la tình và một nỗi sống vui hồi sinh. Mừng ngày Chúa sinh ra đời, người người đó đây vui cười và người sẽ không buồn nữa. Ta mong Giáng sinh như mong ơn lành. Chuông vang vang, chuông vang vang, chuông sao đường âm cung. Chuông thanh thanh, chuông thanh thanh, tiếng chuông ngân. Merry